Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Vậy là đấu phá thương khung hiện tại đã đến giai đoạn sắp kết thúc của cuộc chiến tranh đoạt huyết đàm tại Thiên Mục Sơn. Một khi cuộc chiến tranh đoạt kết thúc, chương mới sẽ bắt đầu. Chương mới này là gì? Đó chính là Đại hội Tứ Phương Các. Đại hội Tứ Phương Các là một sự kiện rất là long trọng, được tổ chức bởi 4 thế lực hàng đầu: Tinh Vân Các, Phong Lôi Các, Hoàng Thuyền Các và Vạn Kiếm Các. Rất nhiều người sẽ tham gia, bao gồm cả nhân vật chính Tiêu Viêm, người sẽ tham gia để mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, mọi người có biết hay không, mặc dù Đại hội Tứ Phương Các được tổ chức như là dự kiến, nhưng để thực sự tham gia được thì phải đáp ứng 3 điều kiện. Vậy 3 điều kiện đó là gì? Hãy cùng nghe LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Điều kiện tham gia Đại hội Tứ Phương Các rất là cao. Muốn tham gia phải đáp ứng 3 điều kiện. Điều kiện đầu tiên chính là người tham gia phải đạt đến thực lực Tam Tinh Đấu Hoàng trở lên. Vì Tứ Phương Các tọa lạc tại Trung Châu, nơi giàu tài nguyên nhất và cũng đông dân nhất ở trên đại lục. Nếu không giới hạn thực lực, không giới hạn ở Tam Tinh Đấu Hoàng, thì số người tham gia sẽ rất là đông, gây khó khăn cho ban tổ chức. Việc sàng lọc có thể mất cả tháng, nên phải giới hạn thực lực để phần lớn người không thể tham gia, chỉ một số ít có thể tham gia. Điều kiện thứ hai chính là người tham gia phải dưới 30 tuổi, vì có rất nhiều người trên 30 tuổi, và nhiều người trên 30 tuổi có thể đạt tới cảnh giới đấu hoàng, thậm chí là đấu tông. Đại hội Tứ Phương Các không dành cho người trên 30 tuổi, mà là cho những tài năng trẻ, nên phải giới hạn độ tuổi để phần lớn người không thể tham gia. Điều kiện thứ ba chính là người tham gia Đại hội Tứ Phương Các phải chịu đựng được 5 hiệp đấu với Hỏa Trưởng Lão. Chỉ khi nào chịu đựng được 5 hiệp, họ mới chứng tỏ được giá trị của mình và không phải là người kém cỏi. Ai không chịu nổi sẽ bị loại, dù có trả tiền cũng không được tham gia. Đáng chú ý là Hỏa Trưởng Lão thuộc Phong Lôi Các, là một nhân vật cấp cao của Phong Lôi Các và là người bảo vệ của Phượng Thanh Nhi. Ba điều kiện này rất là khó, chỉ điều kiện đầu tiên đã loại bỏ phần lớn người tham gia. Mặc dù có hàng chục hàng ngàn người muốn tham gia, thế nhưng điều kiện đầu tiên đã loại bỏ 70% trong số đó. Điều kiện thứ hai loại bỏ thêm nhiều người nữa, cuối cùng chỉ có chưa đến 50 người đáp ứng đủ 3 điều kiện và được tham gia Đại hội Tứ Phương Các. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng trong số 50 người đó chắc chắn có Tiêu Viêm, với thiên phú và thực lực của anh vượt xa nhiều người cùng tuổi và vô địch trong cùng cấp. Thế nhưng thực tế là Tiêu Viêm đã đến Đại hội Tứ Phương Các chuẩn bị tham gia nhưng cuối cùng lại rút lui. Tiêu Viêm phát hiện ra người chịu trách nhiệm kiểm tra chính là Hỏa Trưởng Lão. Phải biết rằng Tiêu Viêm đã đắc tội với Phong Lôi Các, trước đó đã tự ý tu luyện bí kỹ không truyền ra bên ngoài của Phong Lôi Các là Tam Thiên Lôi Động và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, và còn giết chết Trưởng lão của Phong Lôi Các là Trầm Vân. Phong Lôi Các sao có thể bỏ qua cho Tiêu Viêm đây? Thêm vào đó, khi mà huyết đàm tại Thiên Mục Sơn mở ra, Hỏa Trưởng lão đã đích thân đi cùng với Phượng Thanh Nhi. Tiêu Viêm cũng có mặt tại Thiên Mục Sơn, nên Hỏa Trưởng lão đã tận mắt thấy Tiêu Viêm. Vì vậy, Tiêu Viêm không dám tham gia Đại hội Tứ Phương Các dưới mắt của Hỏa Trưởng lão. Dù có cải trang cũng không dám vì quá nguy hiểm. Cuối cùng thì Tiêu Viêm chỉ đứng nhìn người khác tham gia Đại hội Tứ Phương Các, còn anh thì không tham gia. Thế nhưng dù có kế hoạch, Tiêu Viêm vẫn bị cuốn vào Đại hội Tứ Phương Các. Vậy các bạn nghĩ sao về 3 điều kiện này của Đại hội Tứ Phương Các? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.